Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyên đồng xe hơi. Bên em cũng vừa về cái bản Wrangler XLS AT số động một cầu. Ở xe này thì cũng được làm một số ít về phụ kiện rồi. Quay lên cho anh chị để cập nhật cái giá bán và giá lăn bánh thời điểm này trong tháng 3 2023, cuối tháng 3. Bản này là bản một cầu số tự động nhá. Bên em cũng đã trang bị phụ kiện các thứ ở cho khách hàng để làm mẫu rồi, như là thanh thể thao, nắp thùng cuộn, đây là nắp thùng cuộn nhé, và thanh thể thao. Cái này thì mình đăng kiểm chỉ làm hoán cải thôi, cũng đơn giản và không lo gì cả. Dán phim cách nhiệt và trải chắn da, gói phụ kiện cơ bản. Thời điểm này thì Wrangler XLS AT một cầu bên em cũng đang được khuyến mại giảm giá trực tiếp về tiền mặt và tặng kèm phụ kiện theo xe. Cụ thể như nào thì do quy định để chào giá ấy, thì bên em cũng không trao đổi trực tiếp ở trên video được. Mong anh chị chủ động liên hệ, nhắn tin, gọi điện cho bên em để bên em gửi báo giá nhé. Quy định của hãng cũng hơi bất tiện, nhưng mà mình có thiện chí thì bên em sẽ sẵn sàng các bạn có cái giá tốt nhất cho anh chị ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, một số tỉnh lân cận. Đấy ạ. Hiện nay thì lăn bánh đầu xe này nó đang dao động vào khoảng hơn 720 một chút. Chi phí các thứ như nào thì chắc là bên em sẽ gửi cụ thể các đầu mục cho anh chị để mình tham khảo. Còn với anh chị mà lần đầu tìm hiểu xe thì đây là cái bản bán chạy nhất trên thị trường và là của đầu xe Ford Ranger, một cầu số tự động. Các bác ở tỉnh như Hà Nội thì thuế là 7,2%, tiền biển thì giống hệt nhau. Lăn bánh ở Hà Nội thì nó cũng chỉ cao hơn một chút thôi. Ngoài ra thì ngoài phiên bản này thì XLS chúng ta còn có bản một cầu số sàn hay là hai cầu số tự động, chỉ khác nhau về cấu hình động cơ thôi, còn lại toàn bộ nội thất thì y hệt. Cảm biến lùi không có, tuy nhiên có camera lùi zin cho xe rồi. Cái này chỉ còn cái duy nhất là ghế nỉ thôi, mình về bọc da ra ghế là thoải mái sử dụng. Đấy, cruise control hay là giới hạn tốc độ lim thì đầy đủ cả. Phanh tay, đây ghế nỉ nhá. Bọc da thì cũng đơn giản thôi, cũng có rất là nhiều gói lựa chọn về bọc da hay là chất lượng về nắp thùng. Nắp thùng thấp, nắp thùng cao có đèn, nắp thùng cuộn điện hoặc là nắp thùng cuộn cơ như này. Đó, còn về các bác vay mua trả góp thì hiện nay bán tải đa phần các ngân hàng cũng có lãi suất khá tốt. Tuy nhiên thì chương trình so với xe con nó không được hỗ trợ tốt bằng. Thường thì bán tải bên em sẽ hỗ trợ tối đa là khoảng từ 65-70% và thời gian vay tối đa là 6 năm nhé. Lãi suất thì hiện nay gói hợp lý nhất là các bác vay cố định lãi suất trong 5 năm 9,19% trong 6 tháng đầu và khoảng hơn 10% trong 5-4 tháng tiếp theo. Cũng rất là rẻ rồi. Mình có nhu cầu thì alo trực tiếp của bên em để được tư vấn báo giá thêm nhé. Quay nhanh cái bản Wrangler XLS AT này thôi. Xe đã được trang bị sẵn một số phụ kiện như là dán phim, trải sàn, thanh thể thao và nắp thùng do nhu cầu khách hàng. Đấy, em quay nhanh thì anh chị có nhu cầu làm như này gần như là chỉ đăng ký lắp biển về là đi thôi, để alo trực tiếp của bên em nhé. Ngoài ra thì mình có thể lắp thêm bộ cục gương. Đó. Ở xe này thì bên em chưa lắp. Xin chào, lại trong những cái video tiếp theo.